Chương 231, năm đấu gạo, Thẩm Thanh Vân. Nhìn thấy bóng người ngoài xe, Huỳnh Nhân nhắm mắt lại, Liễu Phi Tuyết nhướng mày không vui nói: Anh ta đến đây làm gì? Bởi vì xung đột ở Tháp Minh Châu lần trước, Liễu Phi Tuyết không có cảm tình với Thẩm Thanh Vân. Xem thử anh ta muốn làm cái gì. Huỳnh Nhân nheo mắt bước xuống xe, Liễu Phi Tuyết cũng rút chìa khóa theo xuống sau. Anh Huỳnh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhìn thấy Huỳnh Nhân bước xuống xe, thẩm thanh vân vội vàng cười đón tiếp việc hệ trọng mời cô liễu tránh đi một lát liễu phi tuyết nghe thế nhướng lông mày lên audio điện tử võ tấn bền có việc gì mà không thể lộ ra bên ngoài tôi không nghe được đây giọng điệu của huỳnh nhân bình thản không gì không lớn bằng việc vợ ở cạnh tôi cứ nói đi thấy huỳnh nhân một mực như thế vẻ mặt của thẩm thanh vân hơi cứng đơ nhưng vẫn thỏa hiệp nói vậy được rồi lần này tôi đến là muốn thay mặt nhà họ thẩm bàn bạc việc hợp tác với anh huỳnh thấy được ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong đôi mắt của anh đồng nam lĩnh chết rồi nhà họ đồng chỉ còn trên danh nghĩa tôi cho rằng đây là cơ hội của mỗi người cái gì đồng nam lĩnh chết rồi liễu phi tuyết còn không biết chuyện đồng nam lĩnh bị đồng ý hành giết chết đầy ngạc nhiên thẩm thanh vân nghiêm túc gật đầu việc hệ trọng này mong cô liễu không truyền đi huỳnh nhân không nói gì chỉ nheo mắt đánh giá thẩm thanh vân nhà họ thẩm không hổ danh là một trong tứ đại hào môn của minh châu năng lực tình báo quả nhiên rất mạnh chuyện vừa mới xảy ra lúc sáng mà nhà họ thẩm đã biết được nhưng còn chưa nói rõ được gì cả ánh mắt huỳnh nhân lạnh lùng thẩm thanh vân nhìn xung quanh chắc chắn không có ai chú ý đến lúc này mới hạ giọng xuống nói là không nhìn ra được vấn đề gì nhưng mà hiện tại đồng ý hành đứng đầu nhà họ đồng nhưng anh ta lại đồn thổi ra bên ngoài, Đồng Nam Lĩnh là do anh giết. Đồng Ngọc Thụ đã nói cho anh biết về tin tức này nhưng Huỳnh Nhân vẫn nheo con người đầy nguy hiểm lại. Cho nên, đồng ý hành treo thưởng đầu của anh với giá cao trong web đen. Thẩm Thanh Vân cười híp mắt nói. Anh Huỳnh hẳn là không muốn bản thân và vợ phải chịu sống dưới sự ám sát mỗi ngày của sát thủ chứ. Sắc mặt Liễu Phi Tuyết thay đổi, cô vẫn nhớ như in chuyện ám sát lần trước, nếu như Thẩm Thanh Vân nói thật thì cô sẽ không để cuộc sống hạnh phúc khó giành được này bị đảo lộn hoàn toàn một cách dễ dàng. Mạng lưới thế giới được chia ra làm ba loại, một là mạng máy tính cục bộ để mọi người lên mạng bình thường, một loại khác là mã hóa mạng nội bộ, loại cuối cùng chính là web đen. Có tất cả mọi thứ bên trong web đen, có thể gọi là thiên đường của thế giới ngầm, tiền thưởng giá cao được treo ở khắp mọi nơi, sát thủ cũng ở bên trong này nhận nhiệm vụ. Vẻ mặt huỳnh nhân lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ta anh đang uy hiếp tôi không phải tôi uy hiếp anh mà là đồng ý hành uy hiếp anh thẩm thanh vân cười đầy ẩn ý nhà họ thẩm chúng tôi làm giàu từ internet ở minh châu không có người nào hiểu vấn đề này hơn chúng tôi cả chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này giúp anh huỳnh Ương ừ một cách hoàn hảo huỳnh nhân bỗng nở một nụ cười sán lạn nhà họ thẩm các người tốt bụng vậy à anh huỳnh lời này anh khách sáo quá chúng ta cũng là không đánh không quen mà Thẩm Thanh Vân cười nói. Lần trước là vì tôi tin vào lời dèm pha của đồng ý hành nên bất đắc dĩ mới đối nghịch với anh Huỳnh. Sau đó, Thanh Vân tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận. Vì để thể hiện thành ý của nhà họ thẩm với anh Huỳnh, nên nhà họ thẩm đã cố ý ngắm bắn hành động của đồng ý hành, ngăn cản việc đồng ý hành thuê sát thủ gây bất lợi cho anh Huỳnh. Đối mặt với thẩm Thanh Vân đang giả vờ để lấy lòng, Huỳnh Nhân đột nhiên im lặng, mỉm cười, nhau mắt đánh giá anh ta dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đó trái tim thẩm thanh vân đập mạnh lần trước xảy ra xung đột ở tháp minh châu anh ta đã đứng về phía của đồng ý hành anh ta đã định sẵn không thể hòa thuận một chỗ với huỳnh nhân huỳnh nhân sẽ coi anh ta ra gì đây có phải anh cảm thấy nhà họ thẩm đã làm được một việc tốt rất to lớn cho rằng tôi nhất định sẽ mang ơn nhà các người bỗng nhiên huỳnh nhân thu lại ánh mắt châm chọc hỏi ngược lại ngoặc kép ngoặc kép nghe huỳnh nhân nói ngược với dự định lòng một tía ớn lạnh thoáng qua trong đôi mắt thẩm thanh vân, nhưng nụ cười vẫn hiện trên mặt anh ta. Anh Huỳnh cứ đùa, đây chỉ là thành ý của nhà họ thẩm chúng tôi, nhà họ thẩm chúng tôi nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn của anh Huỳnh, hợp tác đôi bên lại thì còn lo gì cho đại nghiệp nữa. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Huỳnh nhân cười khinh thường. Yến tước sâu kiến cũng muốn so độ cao với thiên công à. Nói đến lúc sau, Huỳnh nhân lại xoay chuyển lời nói có điều hiểu rõ thời thế mới là kẻ tài. Nếu nhà họ thẩm anh đã hiểu rõ thời thế thì sao tôi có thể không nhận lấy ý tốt của các anh? Nói xem, nhà họ thẩm muốn điều kiện thế nào? Thâm Thanh Vân lập tức dùng ánh mắt nghiêm túc như gặp phải kẻ địch mạnh nhìn Huỳnh Nhân. Ông nội nói đúng, tên Huỳnh Nhân này biết tiến biết lui, quả thật là nhân vật kiêu căng bướng bỉnh. Sảng khoái, tôi thích dạng người sảng khoái như anh Huỳnh đây. Anh ta cười ha ha, sau đó nói ra điều kiện mặc dù đồng ý hành còn nhỏ tuổi đầy triển vọng nhưng cũng không giữ được mảnh đất rộng lớn mà đồng nam lĩnh đã dày công xây dựng được tôi hy vọng anh huỳnh có thể giao lại toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ đồng cho nhà họ thẩm chúng tôi quản lý nghe thấy thế hai mắt huỳnh nhân híp lại nhà họ thẩm muốn trở thành gia tộc giàu bậc nhất ở minh châu sao nhưng mà anh cũng không có từ chối chỉ thuận miệng nói tôi cũng không có hứng thú với sản nghiệp nhà họ đồng nếu anh muốn thì tự mình lấy đi vậy thì xin cảm ơn anh Huỳnh. Thẩm Thanh Vân còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói lãnh đạm của Huỳnh Nhân lại vang lên. Trở về nói cho ông nội thẩm bán sơn của anh, đừng cho rằng tôi không biết ông ấy đang tính toán cái gì. Đây chỉ là tặng thưởng cho nhà anh năm đấu gạo, còn chưa nói đến chuyện hợp tác sau này. Nhà họ thẩm ngoan ngoãn vâng lời thì vẫn còn khả năng phát triển trên con đường này. Nhưng nếu như có tính toán gì, nhà họ đồng hôm nay chính là nhà họ thẩm ngày mai. Nói xong, anh đưa liễu phi tuyết lên xe lần nữa nghênh ngang rời đi ánh mắt thẩm thanh vân lóe lên sự hung ác gọi một cú điện thoại nhẹ nhàng nói ông nội huỳnh nhân đã đồng ý để chúng ta thu mua sản nghiệp nhà họ đồng nhưng mà anh ta không thèm để nhà họ thẩm chúng ta vào mắt trong điện thoại vang lên giọng nói hư nặng nề thật sự không biết điều đã như thế con thẩm bán sơn nhẹ nhàng nói mấy câu hai mắt thẩm thanh vân lóe sáng trở nên dữ tợn nham hiểm sau đó quay người lái xe rời đi cùng lúc đó bên trong một khu biệt thự sang trọng văn duy thần cầm điện thoại lên lo lắng đi đi lại lại bỗng nhiên điện thoại vang lên văn duy thần xem thông báo cuộc gọi đến vội vàng nhấn kết nối hỏi thế nào rồi cậu chủ đã có vài công ty đồng ý hợp tác với nhà họ văn chúng ta mấy công ty trước đây từ chối chúng ta cũng nhao nhao lên tổ chức tiệc đãi chúng ta thị thường minh châu đã mở cửa hoàn toàn rồi tên thuộc hạ trong điện thoại hưng phấn nói. Rất tốt. Văn Văn Duy Thuần nghe thấy thế cũng vui mừng khôn xiết, trong lòng chắc chắn rằng có một vị đại nhân vật không biết thân phận đứng sau nhà họ liễu nho nhỏ đó. Nhưng mà tất cả các đối tác đều một mực muốn anh đưa vợ sắp cưới đi cùng. Tên thuộc hạ lại nói. Văn Duy Thuần lập tức ngây người, sao lại là liễu cảnh nhiên? Có một suy đoán đoán táo bạo từ từ hiện ra trong đầu anh. chương 232, Ngày tháng tốt sắp mất, hiểu rồi, bữa tiệc tối tôi nhất định sẽ đưa cô ấy theo. Sau khi cúp điện thoại, Văn Duy Thần dặn dò: "Lát nữa đến nhà họ Liễu một chuyến gọi Liễu Cảnh Nhiên đến đây. Thêm nữa, chuẩn bị cho tôi một lọ thuốc, thêm 5 6 cái bao cao su, ban đêm có lẽ sẽ cần." Quản gia Ngạc Nhiên nhìn Văn Duy Thần, hơi do dự. "Cậu chủ, làm như thế không được đâu, dù sao cô Liễu cũng là vợ chưa cưới của cậu. Không có cái gì là không ổn cả." chỉ cần củng cố địa vị của nhà họ Văn chúng ta ở Minh Châu, ai cũng có thể hy sinh được. Văn Duy Thần lạnh lùng, cắt ngang lời nói của quản gia. Cái nhân vật phía sau nhà họ Liễu đã coi trọng Liễu cảnh nhiên như thế, đưa cô ta cho người khác chơi thì có chuyện lớn gì chứ? Dù sao cô ta chỉ là công cụ sinh con dưỡng cái của nhà họ Văn. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả, tôi bảo ông đi làm thì ông làm đi. Văn Duy Thần thâm trầm, hét lớn. Lúc này quản gia mới ngậm miệng lui ra ngoài, bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Văn Duy Thuần. Anh ta lấy một bình rượu vang từ trong tủ ra, rót cho mình một ly, chậm rãi uống, đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Thật ra anh ta đã nghi ngờ Liễu Cảnh Nhiên có liên quan nhân vật lớn phía sau từ lâu. Anh ta vừa mới đính hôn với Liễu Cảnh Nhiên, nhà họ Văn lập tức được bật đèn xanh mở rộng thị trường ở Minh Châu, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Phải biết rằng trước đó Nhà họ Văn muốn bước vào Minh Châu nửa bước cũng khó. Văn Duy Thần lắc nhẹ ly rượu khiến cho khối đá bên trong phát ra âm thanh giòn giã, ánh mắt anh ta cũng theo đó mà trở nên thâm thúy. Liễu Cảnh Nhiên nhà họ Văn chúng ta lớn mạnh như nào đều phải nhờ vào cô. "Cậu chủ." Cô Liễu đến. Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến giọng của quản gia. Liễu Cảnh Nhiên đẩy cửa, xinh đẹp động lòng người đứng tại cổng nói. "Duy Thần, anh tìm em sao?" biểu cảm của văn duy thần lập tức khôi phục lại vẻ tự nhiên cười đứng dậy tối nay có bữa tiệc hy vọng em sẽ tham gia cùng anh liễu cảnh nhiên cũng không có nghĩ ngợi nhiều lập tức gật đầu đồng ý tầm mắt văn duy thần rơi xuống bộ quần áo liễu cảnh nhiên đang mặc lập tức nhíu mày sao em lại mặc như thế này đến đây liễu cảnh nhiên hơi sửng sốt em mặc thế này làm sao hôm nay cô mặc một bộ váy liền áo hơi lộ lưng Đi đôi giày cao gót màu đen cao 7 phân. Quá bảo thủ." Văn Duy Thuần lắc đầu. "Em đi thay bộ váy gợi cảm hơn đi, mà thôi, vẫn nên để anh chọn giúp em." Nói xong thì đã tự mình chọn giúp cô một bộ váy bó sát người nửa kín nửa hở. Chỉ cần nhìn thoáng qua Liễu Cảnh Nhiên đã đỏ mặt. "Mặc như thế này không được đâu mà. Thay bộ này đi." Nửa tiếng sau, Liễu Cảnh Nhiên đã mặc bộ đồ này đến bữa tiệc rượu cùng Văn Duy Thần. Chỉ có điều cả người liễu cảnh nhiên mất tự nhiên, không chỉ có sắc mặt đỏ bừng, hai tay cứ liên tục che lấy mép váy sợ bản thân bị lộ ra ngoài. Văn Duy Thần lại gật đầu hài lòng, kiểu ăn mặc này chắc chắn đủ gây lên dục vọng trong của tất cả đàn ông. Các vị tổng giám đốc, nhà họ Văn có thể hợp tác với các vị thực sự là vinh hạnh to lớn, sau này chúng ta còn phải qua lại nhiều hơn trong tương lai. Trong buổi tiệc rượu, các tổng giám đốc các công ty thị trường đủ ngành nghề khác nhau mặc âu phục mang giày ra ngồi trước mặt văn duy thần rất đông đều có dáng vẻ cung kính nở nụ cười chân thành tất cả các tổng giám đốc vội vàng nói anh văn khách sáo rồi anh văn còn trẻ tuổi thế này cần phải qua lại phải là chúng tôi mới đúng văn duy thần lập tức cảm thấy được sủng ái mà lo sợ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía liễu cảnh nhiên các vị tổng giám đốc đây là vợ sắp cưới của tôi liễu cảnh nhiên Cảnh Nhiên còn không nhanh chào các vị tổng giám đốc đi. Liễu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, hai chân chụm lại, xấu hổ cúi chào. Buổi tối vui vẻ các vị lãnh đạo, tôi là Liễu Cảnh Nhiên, mọi người gọi tôi là Cảnh Nhiên là được rồi. Hóa ra đây chính là cô Liễu, thật sự là tiểu thư khuê các đó. Vốn định tới chào hỏi nhưng ngại vì không có thời gian, hôm nay cuối cùng đã được gặp mặt cô Liễu rồi. Cô Liễu, tôi mời cô một ly hai mắt tất cả các tổng giám đốc phát sáng, nhao nhao đứng dậy chào hỏi, tràn đầy sự nhiệt tình. Liễu cảnh nhiên bỗng nhiên cảm thấy kinh nhạc, đây đều là những nhân vật lớn ngày bình thường muốn gặp cũng khó, thế mà thái độ của bọn họ đối với cô ta còn tôn kính hơn cả với Văn Duy Thần. Tại sao? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt Văn Duy Thần run lên, liếc mắt một cái đáy mắt hiện lên một cỗ sát ý khó phát hiện ra. Liễu cảnh nhiên quả nhiên là người tình của vị nhân vật lớn phía sau nói cách khác cô ta vừa mới cùng bản thân bàn chuyện cưới hỏi thì sau lưng đã có quan hệ mập mờ không rõ ràng với vị đại nhân vật kia cái đồ kỹ nữ sát ý trong mắt văn duy thần càng thêm nồng đậm hai tay nắm chặt thành quyền sau đó lại từ từ buông lỏng may mà mình không hoàn toàn thích cô ta chỉ là lợi dụng cô ta khai thác thị trường minh châu mà thôi văn duy thần nghĩ thầm trong lòng cảnh nhiên em thay anh mời từng vị tổng giám đốc một ly đi Văn Duy thần lấy ra 5 cái ly đổ đầy rượu, sau đó đưa toàn bộ cho Liễu Cảnh Nhiên. "Hả, nhiều thế sao?" Nhìn 5 ly rượu trên bàn, Liễu Cảnh Nhiên lộ vẻ khó xử. Các vị tổng giám đốc xua xua tay. "Không cần phải khách sáo như thế đâu, chúng ta cùng cạn ly." Cô Liễu cứ tùy ý. "Ơ ya, à, cái này sao mà được?" Văn Duy Thuần liên tục từ chối. Cảnh Nhiên là con gái sắp lấy chồng, phải là hậu phương sau này thể hiện cho mặt mũi của nhà họ văn chúng ta, có 5 ly thì sao mà không uống được chứ? Nói xong, nhìn về phía liễu cảnh nhiên ra lệnh. Uống hết cho anh, không được chùa lại giọt nào. Nhìn nhiều rượu thế này, sắc mặt liễu cảnh nhiên lúc trắng lúc đó, do dự một lúc lâu ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm. Được rồi, em uống. Nói xong thì cầm ly rượu ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Khổ khổ. Uống xong một ly, mặt liễu cảnh nhiên đỏ bừng lên, ho khan kịch liệt. Cô Liếu, không được đâu. Các tổng giám đốc đều hai mắt nhìn nhau, vội vàng khuyên can. Còn bốn ly. Văn Duy Thần mặt không chút cảm xúc, nói. Ưng ực ưng ực. Khi hơi thở của cô bình thường lại, Liếu Cảnh Nhiên lại cầm lên bốn ly một hơi uống sạch. Uống xong, bên trong dạ dày Liếu Cảnh Nhiên lập tức cồn cào, một tay cô ta che miệng, dáng vẻ như muốn nôn ra. Ánh mắt Văn Duy Thần lạnh đi không được phép nhổ ra, nuốt hết uống cho tôi. Vẻ mặt liễu cảnh nhiên nhăn nhó, như sống không bằng chết, dùng hết sức lực mới nuốt hết được đống rượu này xuống, bên trên khuôn mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở ra nụ cười. Duy thần, em mời xong rồi. Hừ, thật xấu hổ mà. Văn Duy thần không có chút nào muốn an ủi, ngược lại khuôn mặt không cảm xúc hừ lạnh lùng một tiếng. Các vị tổng giám đốc, Duy thần có chút việc riêng, cần phải đi trước. Văn Duy Thần quay lại nhìn về phía các vị tổng giám đốc kia, mỉm cười. Cảnh Nhiên sẽ thay tôi thỏa mãn tất cả các nhu cầu của từng vị ở đây. Lúc đứng dậy còn để lại bốn năm cái bao cao su, nhìn thoáng qua Liễu Cảnh Nhiên đang say như chết, Văn Duy Thần liếc nhìn tất cả mọi người ánh mắt mập mờ. Các vị tổng giám đốc, Cảnh Nhiên nhờ các vị chăm sóc, sau này có nhìn thấy vị đại nhân vật kia thì nói đỡ giúp tôi mấy câu. Nói xong nhanh bước rời đi. Các vị tổng giám đốc nhìn Liễu Cảnh Nhiên uống say, đôi mắt trở nên thâm sâu. Nói thế nào đây?" Một vị tổng giám đốc thở dài lên tiếng hỏi. Ông chủ phía sau muốn nhìn xem thái độ của nhà họ Văn, hiện tại xem ra, thằng nhóc đó đúng là thông minh quá bị thông minh hại, chơi giao có ngày đứt tay." Thêm một vị tổng giám đốc nói ra. Đưa cô Liễu đến khách sạn nghỉ ngơi, báo cáo chi tiết tình hình cho hội trưởng La biết. Những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Văn e là sắp hết rồi." sau đó bọn họ gọi điện thoại cho la bố la bố đã báo lại toàn bộ sự biết cho huỳnh nhân ông chủ mọi chuyện là như thế biết rồi giọng điệu của huỳnh nhân bình tĩnh không nghe ra bất kỳ cảm xúc vui sướng giận buồn gì nhưng cả người la bố lại run lên cảm nhận được trên người ông chỉ lửa giận ngập trời anh ta vội nói ông chủ chỉ cần anh ra lên tôi sẽ khiến cho nhà họ văn biến mất vĩnh viễn trong danh giới giữa giang tô huỳnh nhân không nói gì, qua thật lâu mới từ từ nói. Không cần, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhà họ Văn không phải đang nghĩ nhờ vào kết hôn với Liễu Cảnh Nhiên đánh vào thị trường Minh Châu sao, cứ để bọn họ kết hôn. Ngày kết hôn của Văn Duy và Liễu Cảnh Nhiên cũng là ngày tàn của nhà họ Văn. Cùng với lời nói của huỳnh nhân, một luồng sát khí mạnh mẽ tràn vào. Cả người la bố chấn đông. Vâng, thưa ông chủ, chương 233, thiên đường địa ngục cũng không biết đã mê man bao lâu, Liễu Cảnh Nhiên dần dần tỉnh lại. Khi Liễu Cảnh Nhiên mở mắt ra trời đất như đảo lột, đầu óc cô ta quay cuồng. Lúc Liễu Cảnh Nhiên nhìn thấy khách sạn xa hoa bốn xung quanh cùng với năm cái bao cao su trên đầu giường, gương mặt cô ta tái mét hẳn đi, cô ta ngồi bật dậy theo phản xạ có điều kiện. Ký ức trước khi hôn mê ập đến, cô ta chỉ biết mình đã nghe theo yêu cầu của Văn Duy Thần uống năm cốc rượu mà thôi, sau đó thì mất đi ý thức. Phan Duy Thần đã bỏ lại cô ta rồi rời đi một mình. Không lẽ mình đã bị những lão già đó? Càng nghĩ liếu cảnh nhiên càng cảm thấy sợ hãi, cô ta không khỏi ôm lấy chính mình rồi đột nhiên phát hiện ra, quần áo trên người mình đã được thay ra rồi, ngay cả tất chân cũng không cánh mà bay. A! À, một tiếng thét đầy sợ hãi, chói tai vang vọng khắp khách sạn xa hoa. Tiếng bước chân vội vã bên ngoài vọng tới, có mấy ông tổng giám đốc chạy tới trông thấy Liễu Cảnh Nhiên tỉnh dậy rồi thì không khỏi thở phào một tiếng. Cô Liễu, cô tỉnh rồi à? Mấy tên khốn các ông. Trên gương mặt của Liễu Cảnh Nhiên giàn ruộng nước mắt, cô ta gần như tuyệt vọng thét lên. Mấy ông tổng giám đốc kia sợ hãi đến tái mét mặt mày, ông ta vội vàng giải thích. Cô Liễu à, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không làm gì cô cả. Cô uống say quá, chúng tôi đã đưa cô đến đây để nghỉ ngơi, Quần áo trên người cô hở hang quá nên tôi đã nhờ phục vụ nữ thay cho cô đó. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của mấy ông tổng giám đốc này, Liễu Cảnh Nhiên mới bình tĩnh lại một chút, cô ta cẩn thận kiểm tra lại cơ thể mình một lượt rồi thở phào một tiếng. "Thật sự xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm các ông, thế chồng chưa cưới của tôi đâu rồi?" Liễu Cảnh Nhiên lại hỏi. Mấy người họ đã kể lại những chuyện đã qua cho Liễu Cảnh Nhiên, kể cả mục đích văn duy thần bảo cô ta mặc quần áo gợi cảm đi tiếp rượu nữa không sót một chữ nào. Liễu Cảnh Nhiên nghe xong thì trợn mắt há hốc miệng, trong đôi mắt của cô ta tràn đầy vẻ không tin. Không đâu, tại sao Duy Thần lại đối xử với tôi như thế được chứ? Cô Liễu, cô tỉnh lại đi, anh ta là loại người như thế nào, trong mắt anh ta cô chỉ là công cụ cho anh ta phục hưng gia tộc mà thôi. Không, tôi phải đi hỏi anh ấy mới được. Liễu Cảnh Nhiên nói xong thì đi giày vào, cô ta nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lúc này đã là đêm muộn rồi, Liễu Cảnh Nhiên bắt xe taxi rồi đi thẳng đến biệt thự Văn Duy Thần đang ở. Duy Thần, Liễu Cảnh Nhiên đang định mở cửa bước vào, nhưng trong nháy mắt cánh tay cô ta cứng đờ lại giữa không trung. Nhìn qua tấm kính, cô ta có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của hai người một nam và một nữ. Duy Thần, anh hư quá. Ha ha, anh còn có thể hư hơn nữa, em có muốn thử không? Trên chiếc ghế sofa rộng lớn, Văn Duy Thần đang ôm lấy một người đẹp tóc vàng cơ thể đẫy đà, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, dáng vẻ vô cùng thân mật, trong nháy mắt kích thích Liễu Cảnh Nhiên khiến đầu óc cô ta nổ tung. "Đừng mà, anh cũng sắp kết hôn rồi." Người phụ nữ đó, cô ta chỉ là công cụ để cho nhà họ Văn Tiến Quân vào Minh Châu mà thôi, có hay không cũng chẳng sao cả. Những lời nói của Văn Duy Thần giống như cây kim đâm vào trái tim của Liễu Cảnh Nhiên vậy. Vào khoảnh khắc này trái tim của Liễu Cảnh Nhiên vô cùng đau đớn, cô ta giống như con cá bị mắc cạn trên bờ vậy, thiếu không khí. Hồng hộc, dường như sức lực trên người bị rút sạch, Liễu Cảnh Nhiên ngã ngồi xuống dưới đất, cô ta mở cánh cửa ca. Tiếng cánh cửa mở đã khiến cho Văn Duy Thần và người đẹp tóc vàng kia giật mình. Sao lại là cô, chẳng phải giờ này cô nên ở trong khách sạn hay sao? Nhìn thấy rõ là Liễu Cảnh Nhiên, Văn Duy Thần đứng bật dậy, có sự ngạc nhiên vụt qua trong đôi mắt của anh ta nhưng nó đã nhanh chóng được thay thế bằng vẻ âm trầm. Liễu Cảnh Nhiên xuất hiện ở nơi này, điều ấy chứng tỏ cô ta không hầu hạ cho tốt nhưng ông tổng giám đốc có hợp tác với nhà họ Văn, một mình lén trốn ra ngoài. Hơn như, dường như Liễu Cảnh Nhiên không hề nghe thấy lời nói của Văn Duy Thần vậy, cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đẹp tóc vàng đang nằm trong vòng tay của Văn Duy Thần rồi chất vấn. Cô ta là ai? Người đẹp tóc vàng không chút e dè Trái lại cô ta còn nhìn Liễu Cảnh Nhiên bằng ánh mắt chế giễu nữa, cô ta chủ động hôn Văn Duy Thần ngay trước mặt của Liễu Cảnh Nhiên. Văn Duy Thần cũng không hề từ chối, sau khi hôn xong anh ta mới bình tĩnh nói: "Cũng như những gì cô thấy đấy, cô ấy là người phụ nữ của tôi, hơn nữa tôi còn có rất nhiều những người phụ nữ giống như cô ấy nữa." Cho dù trong lòng Liễu Cảnh Nhiên đã có đáp án nhưng khi cô ta tận tai nghe thấy Văn Duy Thần nói ra những điều ấy cô ta vẫn cảm thấy như bị đâm một cái rất mạnh. Liễu cảnh nhiên mở to đôi mắt, cô ta nhìn Văn Duy Thần bằng ánh mắt không dám tin. Vậy còn, tôi thì sao? Cô ư, ánh mắt của Văn Duy Thần bỗng trở nên lạnh lùng, cô chỉ là công cụ cho nhà họ Văn chúng tôi phát triển ở thị trường Minh Châu mà thôi. Nếu như không phải vì nhà họ Lâm của cô có một nhân vật máu mặt trống lưng phía sau thì ai mà thèm ngó ngàng đến người phụ nữ trong một gia tộc nhỏ như cô cơ chứ? Để cô lấy tôi đã là sự ban ơn của trời cao rồi, cô đừng có kiểu đã cho mặt mũi rồi mà còn không cần nữa sau khi văn duy thần nói xong những câu này người đẹp tóc vàng đang nằm trong lòng văn duy thần bỗng đứng dậy cô ta cầm ly rượu vang lên rồi hất lên trên mặt của liễu cảnh nhiên không hề phòng bị liễu cảnh nhiên bị dội ướt hết cả trên mặt trên tóc đều là rượu vang cô làm cái quái gì đấy liễu cảnh nhiên vốn đang rất đau lòng bùng nổ trong nháy mắt cô ta giống như phát điên bóp lấy cổ của người đẹp tóc vàng kia dừng tay lại Gương mặt của Văn Duy Thần tối hẳn xuống trong nháy mắt, anh ta tát cho Liễu Cảnh Nhiên một cái đau điếng khiến cho cô ta ngã sóng xoài trên mặt đất. Em về trước đi, Văn Duy Thần nói với người đẹp tóc vàng kia. Người đẹp tóc vàng nhìn Liễu Cảnh Nhiên bằng ánh mắt khi thường rồi cất bước rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai người là Liễu Cảnh Nhiên và Văn Duy Thần. Liễu Cảnh Nhiên không đứng dậy, cô ta vẫn uể oải ngồi ở dưới đất. Anh chưa từng thích tôi phải không? Mái tóc Liễu Cảnh Nhiên rối tung, giọng nói run run đến cùng cực. Đúng vậy." Văn Duy Thần gật đầu không chút do dự, sau đó anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống Liễu Cảnh Nhiên, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Tôi bảo cô phải hầu hạ mấy ông chủ kia cho tốt, tại sao cô lại chạy về đây?" Cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên khẽ run lên, cô ta nhớ tới những hành động kỳ quái khi trước của Văn Duy Thần. Anh ta bảo cô ta mặc quần áo hở hang, bảo cô ta uống rượu, còn để bốn năm cái bao cao su lên đầu giường nữa cô ta đã hiểu ra mọi thứ ha 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 liễu cảnh nhiên cười gần vài tiếng cười xong sau đó lại biến thành tiếng khóc dường như tinh thần đã chịu một đòn đả kích nặng nề vậy hết khóc rồi lại cười cô cười cái gì sự lạnh lùng trong đôi mắt của văn duy thần càng nồng đậm hơn cô có biết mình đã phạm phải một lỗi lầm cực kỳ lớn rồi không tôi là vợ của anh anh tặng tôi cho người khác chơi chỉ vì chuyện làm ăn của gia tộc của anh thôi sao giọng nói của liễu cảnh nhiên rất bi thương thêm một chút phẫn nộ ngoài điểm đấy ra cô còn có tác dụng nào khác đâu vẻ mặt của văn duy thần vô cùng lạnh lùng anh ta tức giận thét lên mau chóng nói cho tôi biết người máu mặt đứng sau nhà họ liễu là kẻ nào liễu cảnh nhiên lắc đầu liên tục chẳng có người nào cả tất cả chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi gì cơ lúc này ánh mắt của văn duy thần đông cứng lại liễu cảnh nhiên cũng không giải thích thêm nữa Cô ta bình tĩnh nói với Văn Duy Thần, "Nếu như anh đã không thích tôi, mọi thứ đều là ảo tưởng của tôi vậy thì chúng ta đừng kết hôn nữa, đứa con gái xuất thân từ một gia tộc nhỏ như thôi không xứng với cậu cả là anh." Sau khi nghe xong câu này, vẻ mặt của Văn Duy Thần càng tối sầm lại. Khó khăn lắm nhà họ Văn của anh ta mới thành công tiến quân vào thị trường Minh Châu vì cuộc hôn nhân của anh ta và Liễu Cảnh Nhiên nếu như bây giờ cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ vậy thì cái người máu mặt đứng sau nhà họ liễu kia nhất định sẽ rất tức giận mọi thứ của nhà họ văn sẽ như muối bỏ bể hết không được văn thái duy vung tay lên anh ta tức giận nói cô coi hôn nhân là trò đùa à muốn lấy thì lấy mà muốn hủy thì hủy ư tuy rằng tôi không thích cô nhưng mà vì kế hoạch lớn của cả gia tộc cô nhất định phải lấy tôi tôi không muốn lấy anh nữa hôm nay tôi mới nhìn rõ anh là một kẻ độc ác cỡ nào rồi Liễu Cảnh Nhiên lạnh lùng nói xong thì quay người định rời đi. Nhưng điều cô ta không nhìn thấy chính là sau khi cô ta nói xong câu này, ánh mắt của Văn Duy Thần lóe lên một sự tàn nhẫn điên cuồng. Văn Duy Thần chạy nhanh đuổi theo Liễu Cảnh Nhiên, sau đó giơ tay ra đột nhiên túm lấy mái tóc dài của cô ta rồi kéo mạnh cô ta về. A, à, cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, sau đó vang lên những tiếng đánh không dứt và cả tiếng thét thảm thiết thê lương tan nát cõi lòng của Liễu Cảnh Nhiên nữa chương 234, kịch vui. Không biết đã trôi qua bao lâu cuối cùng thì cánh cửa lớn của biệt thự cũng được mở ra, Văn Duy Thần túm lấy mái tóc rối tung của Liễu Cảnh Nhiên rồi lôi cô ta y như con chó chết, sau đó anh ta ném thẳng cô ta ra bên ngoài. Có kết hôn hay không, cô không có quyền lựa chọn. Ánh mắt của anh ta lạnh như băng, không có lấy một chút tình cảm nào cả, anh ta đóng cửa cái rầm. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Liễu cảnh nhiên của lúc này, cô ta đã chẳng còn sức để lên tiếng nói chuyện nữa. Tứ chi của cô ta căng cứng nằm trên nền đất lạnh băng. Trên mặt, trên cơ thể, đều là những vết máu bầm xanh tím, tất cả đều là những thứ văn duy thần đánh mà có. Bây giờ, cuối cùng thì Liễu Cảnh Nhiên cũng hiểu được câu nói, không bao lâu nữa cô sẽ phát hiện ra anh trai tốt của tôi, anh ta có bao nhiêu điên cuồng của văn nhân Ngọc khi trước là có ý gì rồi. Một người trông dịu dàng nho nhã như Văn Duy Thần nhưng trong tận xương tủy của anh ta ẩn giấu sự tàn nhẫn đến cùng cực, cũng là thứ mà người ta vẫn thường nói, hành vi bạo lực gia đình. Trong đôi mắt sưng vù toàn là tơ máu của Liễu Cảnh Nhiên, những giọt nước mắt vừa đau lòng lại hối hận của cô ta chảy xuống. Là thiên đường, là địa ngục. Đã từng có lúc Liễu Cảnh Nhiên nghĩ rằng mình lấy Văn Duy Thần chính là bước vào trong nhà giàu, một bước lên trời nhưng lại không biết đây chính là bước vào trong địa ngục. Nếu như không giải trừ hôn ước, sau này cô ta sống trong bóng ma của bạo lực gia đình, nói không chừng sẽ bị đánh chết mất. Đợi sau khi hồi phục lại được một chút sức lực, Âm Cảnh Nhiên mới miễn cưỡng đứng dậy, cô ta bắt một chiếc xe rồi đi về nhà họ Liễu. Trên đường quay về Liễu Cảnh Nhiên đã cố gắng che giấu những vết máu bầm trên gương mặt mình, tránh để cho những người khác nhận ra. Lúc quay về nhà họ Lâm, Liên Thúy Na đang chán nản ngồi xem TV còn Liễu Nham thì đang chăm chú đọc báo buổi sáng ba, mẹ. Liễu cảnh nhiên cúi đầu xuống, khập khiếng đi vào trong. Cảnh nhiên về rồi đấy à, những vết thương trên người con này là sao đây? Liên Thúy Na vừa mới nói được một nửa thì ngạc nhiên, bà ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh Liễu Cảnh Nhiên để kiểm tra. Sao vậy con? Liễu Nham cảm thấy có gì đó sai sai, ông ấy cũng đi đến bên cạnh Liễu Cảnh Nhiên, khi ông ấy nhìn thấy những vết thương chẳng chịt trên cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên thì vẻ mặt thay đổi hẳn, Chuyện đề cử, chứng bệnh. Con gái, những vết thương này từ đâu mà có đây? Liễu cảnh nhiên thở hồng hồng, cô ta kể lại đầu đuôi câu chuyện lại một lượt, sau cùng còn nói. Con không muốn kết hôn với Văn Duy Thần nữa. Gì cơ? Cái này thì quá đáng rồi. Liên Thúy Na nhìn vết thương chẳng chịt trên người Liễu Cảnh Nhiên, bà ta vô cùng tức giận nhưng sau cùng vẫn chuyển sang đề tài khác. Nhưng mà Cảnh Nhiên à, có lẽ đây cũng chỉ là vợ chồng cãi nhau với nhau mà thôi, một lúc là sẽ ổn thôi cũng đừng hủy cưới mẹ con cũng đã bị bạo lực gia đình rồi mà mẹ còn không đồng ý cho con hủy cưới sao liễu cảnh nhiên mở to mắt cô ta nhìn liên thúy na bằng ánh mắt không dám tin vẻ mặt của liễu nham cũng tối sầm lại tôi biết ngay cái thằng nhóc đó không có ý gì tốt mà còn dám đánh con gái tôi để tôi đi tìm nó nói xong ông ấy hùng hùng hổ hổ rời khỏi nhà họ liễu nhưng lại bị liên thúy na kéo lại ông đi làm ầm lên gì nữa liên thúy na sốt ruột nói nhưng cả nhà chúng ta đều hy vọng cảnh nhiên có thể bước chân vào nhà họ văn miếng thịt béo bở đã đến miệng rồi sao có thể trơ mắt nhìn nó rời đi được cơ chứ nói xong bà ta lại lên tiếng khuyên nhủ cảnh nhiên này có lẽ là do duy thần nhất thời sốc nổi mà thôi con cũng đừng để nó ở trong lòng bạo lực gia đình chỉ có không lần nào và vô số lần thôi con đã bị đánh ra nông nỗi này rồi mẹ mẹ vẫn muốn con kết hôn với anh ta ư ánh mắt của Liễu Cảnh Nhiên tràn đầy sự thất vọng, nước mắt cô ta tuôn rơi. Con là một người sống sờ sờ chứ không phải là chip để ba mẹ vun đắp cho gia tộc, không lẽ con phải bị đánh đến nỗi không biết trời trăng gì thì ba mẹ mới biết hối hận hay sao? Cảnh Nhiên à, bước chân vào gia đình giàu sang phú quý đâu có dễ dàng như thế, con cứ nhẫn nhịn rồi sẽ trôi qua thôi. Liên Thúy Na vô cùng căng thẳng, bà ta sợ là Liễu Cảnh Nhiên muốn hủy cưới thật như vậy thì con đường phát triển của nhà họ chu sẽ tan thành bọt biển hết cả liên thúy na bà có còn là con người nữa hay không liễu nham kéo liễu cảnh nhiên ra sau lưng để bảo vệ cô ta sau đó ông ta tức giận nói khi đó tôi đồng ý cho cảnh nhiên lấy văn duy thần là vì nhìn thấy con bé thật sự thích cậu ta bây giờ thằng nhóc đó lại dám đánh cảnh nhiên tôi sẽ là người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này muốn lấy thì bà tự đi mà lấy ông im miệng lại cho tôi Câu nói này đã hoàn toàn chọc tức liên thúy na bà ta y như một người đàn bà tranh chua, gương mặt bừng bừng lửa giận, tôi đẻ ra nó nuôi nấng nó hơn hai mươi mấy năm nay, nó cũng nên báo hiếu tôi rồi. Nói xong liên thúy na lại nhìn về phía liễu cảnh nhiên rồi nói gần từng chữ từng chữ một. Duy thần đánh con, nhất định là do con đã làm ra chuyện gì không hay, con nên tìm thêm lý do ở bản thân mình đi cũng đừng đùn đẩy trách nhiệm lên người của Duy thần nữa. Cuộc hôn nhân này, con không muốn lấy thì cũng phải lấy nếu không mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con, con đã nghe rõ chưa? Liễu cảnh nhiên thẫn thờ nhìn Liên Thúy Na đang quát tháo mình, trong nháy mắt hốc mắt cô ta đỏ ửng cả lên. Liễu cảnh nhiên không ngờ rằng, người mẹ sinh ra cô ta lại không hề để ý đến việc cô ta bị Văn Duy Thần đánh cho chẳng chịt vết thương mà lại kiên quyết muốn cô ta lấy anh ta. Đây là muốn đẩy cô ta còn đang sống sờ sờ vào trong lò thiêu sao. Sau khi mất hết niềm tin, Liễu Cảnh Nhiên đột nhiên cắn răng đẩy Liên Thúy Na ra sau đó chạy khỏi cái nhà này. "Này, con muốn đi đâu?" Những tiếng mắng chửi tức giận của Liên Thúy Na đã tan biến, Liễu Cảnh Nhiên chạy một mạch ra khỏi nhà một đoạn khá xa, sau đó mới thở hồng hộc dừng bước lại. Đây là lần đầu tiên Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy thất vọng về ngôi nhà này đến thế. Người qua người lại, xe cộ tấp nập, Liễu Cảnh Nhiên đứng một mình ở ngã tư đường, cô ta không biết mình nên đi về đâu. Bộp 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 trời đổ cơn mưa, dòng người bắt đầu bật ô lên che. Liễu cảnh nhiên cũng muốn bật ô nhưng mà cô ta đi vội quá không cầm theo. Nước mưa nhanh chóng thấm ướt quần áo của Liễu cảnh nhiên, cô ta run lên vì lạnh. Nếu so với cơn lạnh trên cơ thể, trái tim cô ta còn lạnh hơn nhiều. Mưa ngày càng lớn, lớn đến mức Liễu cảnh nhiên cũng không chịu nổi nữa, cô ta đi đến một góc của thành phố, cuộn mình lại, ôm chặt lấy đầu gối sưởi ấm cho chính mình lúc này có một bóng người dần dần xuất hiện trước mặt cô ta. Một chiếc ô che mưa rất lớn, đủ để che cho hai người. Anh đưa chiếc ô về phía trước, che lấy cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên. Thế là nước mưa cũng không rơi trên người của Liễu Cảnh Nhiên nữa. Cũng không biết có phải là vì lạnh hay không, cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên khẽ run lên, cô ta cứng ngặc ngẩng đầu lên thì trông thấy một gương mặt bình tĩnh. Lúc này cô ta không kìm nén được những giọt nước mắt của mình nữa, chúng như nước tràn bờ đê vậy đột nhiên Liễu Cảnh Nhiên đứng phát dậy, cô ta nhào vào lòng của Huỳnh Nhân rồi nói. Tôi hối hận rồi. Liễu Cảnh Nhiên ôm chặt lấy Huỳnh Nhân giống như ôm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình vật, có chết cũng không buông tay. Lần này Huỳnh Nhân cũng không đẩy Liễu Cảnh Nhiên ra, anh để mặc cho cô ta ôm lấy mình, sau đó khẽ gật đầu. Tôi biết, lúc này anh đưa mắt nhìn lên cơ thể của Liễu Cảnh Nhiên, trên mặt là những vết máu bầm xanh tím, cuối cùng thì trong ánh mắt bình tĩnh cũng đã xuất hiện gợn sóng anh ta đánh ư không có tiếng trả lời liễu cảnh nhiên gật đầu thật mạnh được rồi huỳnh nhân không tức giận anh cũng không nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ yên lặng gật đầu tôi không muốn kết hôn nữa liễu cảnh nhiên khóc vô cùng xinh đẹp rung động lòng người cơ thể mềm mại khẽ run lên vậy thì không kết hôn nữa huỳnh nhân bình tĩnh lên tiếng liễu cảnh nhiên lại khóc nức nở thở không ra hơi ngoài hối hận ra thì còn có cả thứ cảm giác cô ta không biết gọi tên đang lởn vởn trong lòng mình nữa. Cả thế giới tối tăm không có ánh mặt trời, khi Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy mình bị cả thế giới từ bỏ thì chỉ có Huỳnh Nhân, cái người mà cô ta từng khinh thường cho đến cuối cùng lại xuất hiện bên cạnh cô ta, cho cô ta một lời hứa hẹn. Đôi khi kéo một người từ dưới địa ngục lên thiên đường, chỉ bằng một câu nói. chương 235, Văn Thành Nam Huỳnh Nhân lái xe, Liễu Cảnh Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, đôi mắt vẫn ửng hồng nhưng cảm xúc không còn dữ dội như trước đó cô ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của huỳnh nhân nhiều lần định nói thế nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng lại nói không nên lời có phải cô có gì muốn nói với tôi không bỗng nhiên huỳnh nhân liếc mắt qua bình tĩnh hỏi tôi vẻ mặt liếu cảnh nhiên đầy bối rối thốt ra dưới tình thế cấp bách tôi hơi tò mò anh tìm được tôi như thế nào huỳnh nhân cười một tiếng nói ba gọi điện cho tôi nói cô cãi nhau với người nhà chạy ra ngoài bảo tôi tới tìm cô à ánh mắt liễu cảnh nhiên có phần thất vọng cô ta còn tưởng rằng huỳnh nhân cố ý đến tìm cô ta giống như lần trước ở quán ba vậy huỳnh nhân không nói thêm gì nữa liễu cảnh nhiên cũng không biết nói gì chỉ là hai tay xoắn chặt lại có vẻ rất căng thẳng trạng thái này kéo dài mãi đến khi sắp tới nhà họ lâm liễu cảnh nhiên mới không nhịn được hỏi huỳnh nhân anh còn nhớ lời tôi nói với anh khi còn bé không lời gì huỳnh nhân đánh tay lái chính là liễu cảnh nhiên đỏ mặt cắn răng nói thẳng ra tôi nói về sau không phải anh thì không gả huỳnh nhân cười một tiếng sao cô vẫn còn nói lời kiểu này tôi đã kết hôn rồi thế nhưng tôi không đòi hỏi anh cưới tôi liễu cảnh nhiên quay người nhìn huỳnh nhân cắn răng nói tôi chỉ muốn cùng anh trở lại như xưa huỳnh nhân im lặng một lát chợt nhìn liễu cảnh nhiên nói tôi hy vọng cô hiểu tình yêu là cái gì hai mắt liễu cảnh nhiên mờ miệt nhìn huỳnh nhân chỉ thấy anh nói bằng giọng điệu bình tĩnh bây giờ chỉ là cô đang lạc lõng vì bị phản bội mà vừa khéo tôi kéo cô lên bờ cô biết ơn tôi mà thôi chúng ta đều không còn nhỏ những ân oán của quá khứ đừng để trong lòng nữa vành mắt liễu cảnh nhiên đỏ lên tim như bị dao cắt chẳng biết tại sao lần đau lòng này còn khó chịu hơn khi biết Văn Duy Thần phản bội. Trái tim cô ta như củ hành tây bị cắt ra từng lát. Là cô ta tự tay đẩy người đàn ông đã từng rất tốt với cô ta ra. Mà người này vốn nên là người cùng cô ta bên nhau trọn đời. Cô ta cắn chặt răng không để cho mình khóc thành tiếng. Cô ta thật sự hối hận rồi. Xe đi ngang qua một quán mì, Liễu Cảnh Nhiên bỗng nhiên nói. Anh còn nhớ chỗ này không? huỳnh nhân nhìn lướt qua ánh mắt bình tĩnh nhớ chỗ chúng ta cùng nhau ăn mì khi đói bụng hồi còn nhỏ không hành thêm mì hồi bé không có tiền hai chúng ta ăn chung một bát liễu cảnh nhiên cố gượng cười nhìn huỳnh nhân nói có thể đi ăn thêm một lần không một lần cuối cùng huỳnh nhân thoáng do dự gật đầu được xe đỗ ở ven đường huỳnh nhân và liễu cảnh nhiên cùng đi vào trong quán Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ mà cũng không quá sạch sẽ, một khách quen cũng không có. Chủ quán, một tô mì, không hành, thêm mì. Liễu cảnh nhiên lấy ra một tờ 100 mới tinh. Không cần trả lại. Nói xong, cô ta đầy vẻ căng thẳng ngồi xuống trước mặt huỳnh nhân. Chẳng mấy chốc mì đã lên. Liễu cảnh nhiên lấy ra hai đôi đúa, đang định đưa cho huỳnh nhân, huỳnh nhân mỉm cười. Tôi nhìn cô ăn. Tay liễu cảnh nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó cứng ngắc rút lại, bắt đầu ăn một mình. Xùm sụp, trong quán không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có tiếng ăn mì vội vã của Liễu Cảnh Nhiên. Cô ta ăn rất nhanh, ăn rất khổ sở, dường như 20 ngày chưa ăn cơm vậy. Huỳnh Nhân ngồi ở đối diện, sắc mặt bình tĩnh nhìn Liễu Cảnh Nhiên ăn mì. Mặt đỏ tới mang tai, hai mắt đỏ bừng. Cô ta ăn càng lúc càng nhanh, nước mắt cũng rơi từng giọt lớn vào trong nước canh. Cuối cùng cả khuôn mặt cô ta đều vùi vào trong mì, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc lớn không thôi. Huỳnh nhân không lên tiếng, càng không an ủi, chỉ im lặng nhìn cô gái đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Nếu như gặp lại không thể đỏ mặt, còn có thể đỏ mắt hay không? Tương lai xa vời, anh cũng không thể cho cô ta một kết quả tốt, chỉ có cùng cô ta ăn hết tô mì cuối cùng này thôi. Liễu cảnh nhiên ăn rất sạch sẽ, ngay cả một giọt nước cũng không trừ lại. Lúc này, chủ quán đi tới cười ha ha nói. Cô gái nhỏ, cô là cô bé hồi trước thường xuyên đến đây ăn mì phải không? Sau này thường tới đây nhé. Liễu cảnh nhiên hơi ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu. Tôi xin lỗi, chủ quán, sau này tôi sẽ không tới ăn nữa. Nói xong, cô ta thất tha thất thiểu rời đi trong ánh mắt đờ đẫn của chủ quán. Huỳnh nhân thở dài trong lòng, đã biết vậy, sao lúc trước còn như thế? Trở lại nhà họ Liễu, Liễu Cảnh Nhiên đã sửa lại lớp trang điểm, đi vào cùng Huỳnh Nhân. Nhưng lại phát hiện trong nhà có thêm rất nhiều người. Ngoại trừ Liên Túy Na và Liễu Nham Gia, Văn Duy Thần đang đứng bên cạnh một người trung niên nghiêm nghị, thái độ cung kính. Người trung niên mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy, đang ngồi trên ghế màu son ở chính giữa, tay cầm một chén trà nhẹ nhàng uống. Chỉ là một động tác đơn giản như thế lại tạo cho người ta áp lực vô hình, chỉ có người bề trên mới có cảm giác áp bức như thế cảnh nhiên về rồi. Trông thấy huỳnh nhân và liễu cảnh nhiên về, liên thúy na thở phào nhẹ nhõm, không nhìn thẳng huỳnh nhân mà tươi cười quay đầu lại, nói với người trung niên kia. Ông thông ra, tôi đã nói rồi, cảnh nhiên chỉ tạm thời giờ tính trẻ con bỏ nhà đi thôi, sao có thể thật sự hủy bỏ hôn lễ với duy thần chứ? Thông ra, liễu cảnh nhiên và huỳnh nhân liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Huỳnh nhân cũng hơi nheo mắt lại, sắc bén chảy trôi trong mắt một câu thông gia đã hoàn toàn tỏ rõ thân phận người trung niên này, gia chủ nhà họ Văn, ba Văn Duy Thần, Văn Thành Nam. Văn Thành Nam thản nhiên lướt nhìn Liễu Cảnh Nhiên một chút, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng gì, chỉ đặt chén trà xuống, lạnh nhạt gật đầu. Về rồi thì tốt, Liên Thúy Na lập tức quay đầu lại, giữ dằn chừng mắt nhìn Liễu Cảnh Nhiên. Đều tại con, một chút tổn thương nhỏ đã dở tính xấu ra, quấy dày đến cả thông gia lặn lội từ khu vực Giang Chiết tới còn không mau xin lỗi ba chồng tương lai của con. Liễu cảnh nhiên không nói một lời đứng đó, ánh mắt lại nhìn về phía Văn Duy Thần. Điều khiến cho trái tim cô ta băng giá là Văn Duy Thần không hề đứng ra nói giúp cô ta, chỉ trơ mắt bảng quan. Mau xin lỗi đi. Thấy Liễu Cảnh Nhiên không động đậy, Liên Thúy Na sốt ruột, hung dữ đẩy Liễu Cảnh Nhiên một cái. Liễu Cảnh Nhiên bị đẩy loạn choạng, cắn chặt môi, cúi đầu thật sâu với Văn Thành Nam. Ba chồng, con xin lỗi, là cảnh nhiên tùy hứng rồi. Ừ, Văn Thành Nam lạnh nhạt gật đầu. Ba nghe chuyện rồi, là con trai ba đánh con. Liễu cảnh nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn Văn Thành Nam. Huỳnh Nhân đứng sau cuối đám người cũng nhìn Văn Thành Nam bằng ánh mắt sắc bén, chờ ông ta nói tiếp. Tuy là con trai ba có chỗ không đúng, nhưng con là vợ của nó, lẽ ra nên giúp nó san sẻ áp lực. Văn Thành Nam chuyển đề tài, nhìn Liễu Cảnh Nhiên nói. Phụ nữ tam tòng tứ đức, tuân thủ chuẩn mực phụ nữ mới là con dâu tốt của nhà họ văn ta. Liễu cảnh nhiên nghe ra ý trong lời văn thành nam, cười thê lương một tiếng, ý của ba chồng là về sau cho dù duy thần đánh con, con cũng phải nhẫn nhịn mặc anh ta đánh sao. Văn thành nam không trả lời thẳng, chỉ nhìn liễu cảnh nhiên với ý tứ sâu xa. Chuyện vợ chồng, con tự mình lo liệu. Người liễu cảnh nhiên lập tức run lên, chưa bao giờ sợ hãi kết hôn như bây giờ. Liên Thúy Na tức khắc chạy tới lấy lòng ông thông ra cảnh nhiên đã về rồi vậy thì tất cả đều vui vẻ ngày mai là ngày kết hôn tối nay tôi sẽ bảo cảnh nhiên ở phòng cưới không vội văn thành nam lại chuyển chủ đề nói tôi đến nhà họ liễu ngoài việc của cảnh nhiên ra thì còn có một việc chuyện gì chỉ cần chúng tôi có thể giúp được thì chắc chắn hết lòng mọi người chắc chắn giúp được văn thành nam cười lạnh một tiếng sau đó lạnh nhạt nói hai ngày trước Nhân Ngọc con trai tôi bị người này đánh bị thương nặng ở địa bàn nhà họ Hoắc, đến giờ còn hôn mê. Tôi cố ý tới đòi một lời giải thích. Vừa dứt lời, ánh mắt Phan Thành Nam lập tức trở nên sắc bén, xuyên qua đám người trong phòng khách, dừng lại trên người Huỳnh Nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 235.